phát nhá. Ok rồi đấy. Giá trên mạng rồi. Giá trên mạng nó chỉ ở đâu mà. Mình đưa giá không tiền Việt. Việt đúng là nhà nước cấm nuôi tiền đô thật, nhưng mà là nó tính theo giá đô. Giá nhập khẩu bây giờ giá đô. Đúng rồi. Thế thì phải nó cho biết là tỷ giá đô tạm tính theo như nào. Thì bán tiền Việt thôi, bán tiền đô. Thì về đây quy ra tiền Việt rồi. Khi mà nhập khẩu về hải quan thì quy ra tiền Việt thì nó tính thuế. Đổi ngay từ đấy. Túi thùng FPK 590 bản SE. Cái này là phải cậy cái gì nhé? Có phải cậy gì không? Không ạ, anh cứ ngửa lên là được luôn, nó không được, không có lấy. Đây đúng không? Vâng. Đấy, mà thế mà nếu mà màu đen nó như này này. Đấy, mọi người... trong ruột ông bạn này. Đấy, trong ruột là nếu mà là màu đen. Còn bạc. Nếu mà màu trắng thì nó sẽ trắng như màu này. Rồi. IT này, Queen 7 này. IT Queen 7 này. Đấy, còn các thứ này. Đây. Rồi còn pin. Đây, mình sẽ rồi đấy. Check, check số sau máy check, nhá. Check số sau máy đi. Nên, số... số đây nó phải trùng với lại cái số này này 3113318 đấy, nó phải trùng với lại cái số trên này. Đấy, xem kỹ nhá, 3113318 đúng không? Xem chắc họ, bởi vì là mình cũng là mua ở đây mà, chứ không phải là quảng cáo gì cho cái hãng này đâu. Quảng cáo Hà Nội lắm. Chả hãng quảng cáo gì cả. Bài một năm này. Một năm tính từ ngày mua hay là từ ngày tính xuất? Tính từ ngày mua. Mình in Ueda, bên này mình in Ueda đây. Nhưng mà có phải viết cái tờ gì không? Phải viết chứ. Có chứ. Đúng giấy bảo hành, tên bảo hành. Giấy bảo hành ở đây, Hà Nội lát chẳng hạn. Mình in Ueda đây. In Ueda đây. Anh có đánh giá hợp bao nhiêu anh? 24.600.000. Bây giờ bắt đầu lock tin của mình win nhá. Nhưng mà tại sao nó lên thế này em ơi? Đây là cái bảng này nó như thế. Đây như cái... đây này. Không, nhưng cái này biết rồi, nhưng mà tự nhiên nó có cái vệt này, buồn cười. Cứ tưởng nó dán vào nhưng không phải. Vô lý nhỉ? Sơ hạ trên mạng thì mạng sẽ... anh thấy vô lý lắm. Tự nhiên lại có cái vết vàng vàng này, tự nhiên là... trên mạng nó không có vết vàng vàng đâu. Làm gì có vết vàng vàng? Em sơn lại cho anh. Cái này bây giờ mới được bung này. Không, thật... bạn lấy bạn cắm giúp vào cái trong kia. Chỗ nào đấy? Ổ cắm. Trong này có nhà vệ sinh. Ôi, có cắm được. Cài đặt luôn nhỉ? Đúng không? Ở đây cài đặt luôn. Bây giờ đây là bung win nhá. Vâng. Xem có trình bung win nhá. Đây mới. Win bản quyền. Sóc máy. Đấy. Nhìn đẹp. Kết luôn đúng không? Đấy là do anh, đấy là tính anh thì anh kết chứ còn... bên này có 3 cổng USB này. Em á. Ui trời ơi, xin em, con này mà không kết thì chỉ có mỗi Apple là em kết thôi, chứ còn chịu rồi. Con Vio này chỉ sắm mỗi Apple rồi, chứ chả con nào. Em không kết làm. Mà cổng USB bên này, xem. Không tắt, tắt bật wifi ở đây, cổng đọc thẻ nhớ. Đấy cho em quay, em chả biết gì, anh chả biết gì. Nên đến video thì cái khúc bố cục bên trong giống như này đúng không? Như thế này luôn. Nếu mà anh mua Bio FW dòng em dòng em kết vào giống anh đăng người sử dụng giúp. Khai báo phiên bản theo là khác mô hình nhau thôi. Thế kỷ. À quên. Được chưa? Master kỷ kinh à? Sợ quá. Phải cắt luôn. Nhẹ nhàng tí. Nhẹ nhàng tí, sót à? Sót lắm. Tiền mất. Chọn bây giờ cộng 7. Nhưng mà có bản win thì nhỉ đúng không? Trong máy có win bản quyền sẵn rồi. Từ... bản này là bản bản quyền. Có điện? Vâng. Không có điện chứ? Không có điện. Ô, có một chẳng may là anh chẳng may anh có virus thì anh đi đâu cả? Có một phân đây vùng à? Không phải có một phân vùng ẩn recovery mình sẽ. Thì anh cứ bàn đến đây anh bắt đề của em nhé. Có hướng dẫn anh yên tâm.
nghe phân trong máy có phân vùng recovery nó khoảng hơn 10GB về đầu tiên. Anh biết rồi nhưng phải mà ghi ra anh, đã. Anh chả biết cái gì, anh chả biết cái máy tính gì cả, nhưng mà anh đến đây được không? Không biết anh mang đây không? Được, được. Nhưng mà tức là trong thời gian bảo hành vẫn đến được. Không, tức là xuất cái hóa đơn của trên này đúng không? Không cần hóa đơn gì, cầm máy đến có tem bảo hành là được. Nhưng mà trước tiên thì anh cứ nghe hướng dẫn đã. Cái này nó rất là đơn giản thôi. Trong forum Hà Nội Lab này có hướng dẫn này. Rồi. Về anh mua máy tính nhưng mà anh vẫn thích cầm máy. Vậy vào forum này, anh ghi ra trước. Ghi ra bằng 3 đĩa DVD. Rồi. Trường hợp nó bị mất thì cái 3 đĩa DVD vẫn còn. Còn trường hợp mà không ghi ra nó bị mất thì phải dùng. Thì lúc đấy phải cài lại. Một đĩa trắng ghi ra nhá. 3 DVD. Có chưa? Bản gốt gì? Ghi đi con phải ghi ra. Rồi, biết rồi. Cái phân vùng nó chiếm hơn 10GB. Ghi rất là lâu. Đơn giản. Trên forum Hà Nội Lab có hướng dẫn cả bằng hình ảnh, bằng clip. Nói chung là tự làm được hết. Còn nếu không tự làm được thì đem qua đây. Có vấn đề có làm được không? Rất dễ dàng. Không cần gì, thuê người đi. Trăm nghìn một giờ. Cần gì một giờ, nên chỉ cần 50.000 thôi. Không, 100.000 giờ đi. Nếu mà không làm được thì mua 3 đĩa trắng đem qua đây để lại một buổi thì cái này sẽ hỗ trợ. 3 đĩa trắng nữa. 3 đĩa trắng đem qua đây chị sẽ làm được từ A đến Z, được chưa? 3 đĩa trắng. 3 đĩa DVD đấy. Một đĩa DVD ấy. Đúng rồi, nó là hơn 10GB cơ. Tất cả mang hai đĩa. Thôi đem hẳn 4 đi, bởi vì là ngoài hàng có một hộp nó như là có 5 đĩa. Ngoài anh có một hộp và 50 đĩa. Thôi, cầm đi. Phù hợp với trong máy này, nó không đi. Tất cả đều có đĩa, chỉ có đeo một đĩa thôi. Nhìn nó gọn đúng không? Tuy là màn hình 16.1. Cái màu này nó gọi là nó đặc biệt. Không đụng hàng. Anh thích thì nó cực kỳ đơn giản. Quan trọng là em. Thế? Quan trọng là mình thích. Còn ý kiến gì khác hay nào không quan tâm, nhưng mà mình thích rồi thì các bạn tâm chúng ta rất cái này chưa ổn cái này đi check nào check thành đầy đủ có check hết đầy đủ cho anh thế mang cái bộ loa lỗ liếc cửa nghe mấy bài nhạc sáng LV 20 màu đen không mày có nhạc sáng không nghe em ơi anh hỏi là cái NW nó không có cái này đúng không không có này nhìn không có này không không này đâu em nói thật